Thưa quý vị, một người đàn ông Texas được trả tự do sau 25 năm tù oan, tin từ Texas. Một người đàn ông tại tiểu bang Texas bị kết tội giết vợ và phải nhận án tù chung thân đã được tòa án tha bổng sau 25 năm bị tù oan. Công tố viên tắc trách trong quá trình điều tra đã bị khởi tố về tội loại bỏ bằng chứng quan trọng. Ông Michael Morden là một cựu nhân viên của cửa hàng rau quả, mới đây đã xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của đài CNN để kể lại nỗi đau mà ông và đứa con mình phải chịu trong suốt 25 năm bị tù oan. Trước đó, vào tháng 8 năm 1986, vợ của ông là Christine đã bị đánh đập bằng một vật cứng đến chết tại một nhà riêng ở Williamson County, Texas. Vào thời điểm vụ án xảy ra, dù ông Morden đang ở nơi làm việc nhưng vẫn nằm trong diện tình nghi. Ông đã cho rằng một kẻ đột nhập nào đó đã gây ra cái chết của vợ, nhưng các công tố viên vẫn buộc tội ông dựa trên những bằng chứng gián tiếp. Tháng 10 năm 2011, ông Morden được trả tự do sau 25 năm ngồi tù oan. Và vào tháng trước, ông Ken Anderson, nay đã là một thẩm phán, đã buộc phải từ chức sau khi bị khép tội, cố ý loại bỏ bằng chứng có tính chất bào chữa. Vị thẩm phán này chỉ phải nhận mức án 10 ngày tù giam, nhưng sau đó được giảm xuống còn 5 ngày do có thân nhân tốt. Daddy didn't do it.